Vâng, thưa thầy Phương ạ, thời điểm năm 2024 đã cận kề. Vậy hướng nhà phạm thái tuế được quan niệm ra sao và cách thức hóa giải cụ thể là gì, thưa thầy Phương ạ? Trước khi đi vào chủ đề chính thì ta cần phải nắm được khái niệm về thái tuế là gì, cũng như là các cái tác động của những cái ngôi nhà khi mà phạm thái tuế thì hung sát này nó sẽ mang lại những hậu quả gì. Ở trong phong thủy, thái tuế là một ngôi sao có thật, là chính là ngôi sao mộc mà tiếng Anh gọi là Jupiter đấy, đúng không? Trên bầu trời, sao mộc này thì cứ 12 năm hay là cụ thể hơn là 11 năm 8 tháng ấy, nó quay quanh một lần, nên là người xưa gọi đây là sao mộc tuệ tinh hay còn gọi là thái tuế. Đây là một ngôi sao có sức ảnh hưởng nặng nhất đến trường khí năng lượng của trái đất, nên là nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng thì sẽ có rất là nhiều tác động xấu. Ở trên thực tế thì khi các bạn vào những cái ngày trời quang đãng buổi đêm, thậm chí là có thể soi được bóng của sao Jupiter ở bên dưới mặt nước. Ở ngoài vũ trụ thì có duy nhất hai cái hành tinh có thể soi bóng giống trái đất chúng ta, một là mặt trăng và thứ hai là cái ngôi sao mộc này. Nói như vậy để các bạn thấy được là cái trường năng lượng của ngôi sao mộc này ảnh hưởng đến trái đất rất là lớn. Và thái tuế thì không chỉ được quan niệm là hạn với 12 con giáp, mà còn gây ra rất là nhiều bất lợi khi mà đào tới hướng nhà, như là dễ vướng phải họa thị phi này, kiện tụng này, hay là tranh chấp, và nặng hơn là còn có thể gặp những cái tai ương. Và đặc biệt là cái ngôi sao thái tuế này nó còn có một cái hung họa nữa, là nó làm cho phát tác tất cả những cái hung tinh khác. Nên là khi mà chúng ta tiến hành động thổ, tu sửa nhà hoặc là lựa chọn hướng nhà, hướng phòng vào phương vị mà có sao thái tuế thì vẫn được xem là điều nên kiêng kỵ. Và để hóa giải phạm kỵ hướng nhà 2024 vướng thái tuế thì ta cần phải nắm được một vài những cái điểm liên quan như sau. Đầu tiên cần phải xác định nhà phạm thái tuế là như thế nào. Hướng nhà hay là văn phòng phạm thái tuế ta sẽ căn cứ như sau. Với văn phòng và nhà ở hướng đông thì sẽ phạm thái tuế vào năm Mão. Với nhà ở văn phòng ở hướng tây sẽ phạm thái tuế vào năm Dậu. Với những ngôi nhà, những văn phòng hướng chính là chính nam sẽ phạm thái tuế vào năm Ngọ. Còn đối với cả hướng Bắc thì sẽ phạm thái tuế vào năm Tý, mà hướng Đông Nam thì sẽ phạm vào thái tuế vào những năm Thìn và Tỵ. Còn hướng Đông Bắc sẽ phạm thái tuế vào Sửu và Dần. Hướng Tây Bắc thì sẽ phạm thái tuế vào năm Tuất và Hợi. Còn cuối cùng, hướng Tây Nam thì sẽ phạm thái tuế vào năm Mùi và Thân. Như vậy thì năm Giáp Thìn 2024, những ngôi nhà hướng Đông Nam, cụ thể là tọa Tuất hướng Thìn, có độ số khi mà nhìn ở trên La Kinh là 112,5 độ đến 127,5 độ thì sẽ phạm thái tuế. Để mà hóa giải những ngôi nhà phạm thái tuế của năm 2024 này thì ta có thể áp dụng một vài những cách thức như sau. Đầu tiên là với phương vị thái tuế thì ta luôn cần nhấn mạnh sự sạch sẽ, chú trọng về cái sự tĩnh và hạn chế làm cho động khí ở phương vị này. Tất cả những cái việc mà làm nhà này, rồi là thay đổi quá nhiều đồ vật này, hoặc là những cái cung vị mà có quá nhiều người đi lại thì sẽ đều được cho là kích hoạt hơn nữa cái tính hung họa của sao thái tuế, nên chúng ta cần phải hết sức để ý vào cái hướng này. Và để củng cố trạch vận trong ngôi nhà của chúng ta, nếu mà bị phạm thái tuế thì ta có thể kết hợp với những vật phẩm phong thủy, ví dụ như là chúng ta treo đèn lồng đỏ ở phương vị hướng Đông Nam, hay là chúng ta có thể an vị hổ phù an gia hóa sát, hoặc là đặt những vật dụng màu đỏ tại phương vị này. Chậu cây hoa đỏ này, thảm đỏ, hoặc là các vật dụng chủ về ngũ hành hỏa là một gợi ý chúng ta có thể tham khảo. Nhưng chúng ta cần phải chú ý là để mà tối ưu cho các cái vật phẩm phong thủy khi mà chúng ta an vị thì sẽ cần phải lưu ý về quy trình an vị và chú ý là lựa chọn giờ đẹp, ngày đẹp phù hợp cho cái công việc này. Còn nếu như mà các bạn an vị một vật phẩm phong thủy vào đúng hướng rồi nhưng mà không đúng ngày giờ và không đúng vị trí thì tất cả nó chỉ coi là một cái đồ vật trang trí thôi, nó sẽ không có tác dụng hóa giải. Nếu mà các bạn có những cái thắc mắc thì các bạn có thể điện thoại cho đội ngũ trợ lý của tôi sẽ hướng dẫn các bạn hóa giải thái tuế cho năm 2024 này. Trong những video tiếp theo tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những cái phạm kỵ của những ngôi nhà các hướng